Rồi, chào mừng tất cả các bạn đến với channel Nắng Ấm của tôi nha. Bữa nay mình sẽ quay máy cuộn rơm lên bờ các bạn ơi. Rồi giờ mình tay cắt lúa nè. Đây máy cắt đang cắt lúa vô nè. Máy cuộn rơm đi kiếm chỗ ghé vô để lên bờ luôn các bạn. Quê mình ở miền Tây mình vào mấy vụ này rất là nhộn nhịp nha các bạn. Có xa xa mình có thấy một cái chiếc xà lan nó đang chạy vô, mà mình không biết là chiếc đó là của máy cắt hay máy cuộn rơm, mà mình nhìn giống giống máy cuộn rơm các bạn ơi. Rồi bây giờ là anh em tiến hành bắt dĩa cầu nha. Rồi bên đây thì chủ ruộng với mấy anh em cậu lúa đang làm việc. Rồi xa xa ngoài kia thì chiếc máy cắt lúa rồ 102 nó cũng đang cắt gần vô tới rồi các bạn ơi. Máy cắt lúa hả? À phía sau có chiếc chạc máy cuộn rơm, mà phía sau nó là chiếc máy cắt lúa nữa mấy bạn. Ủa nó lên TikTok không trời. Cái này bên được cơm rồi. Giờ chỉnh sửa cái phà lại để cho những cái phà kia nó đi qua nha các bạn. Ở đây có chiếc máy máy cậu lúa, không phải máy cậu gơm các bạn ơi. Máy cậu lúa đi riêng với máy cắt lúa luôn. Bờ mấy anh em máy cậu lúa chuẩn bị ra đồng nữa các bạn. Ở đây quá trời nhiều máy nha, đang chen chúc nhau để tiến hành đi cắt nha. Tù máy cậu lúa này cũng mới các bạn. Cơ sở thiên tâm này máy cắt các bạn ơi. Ô con máy 93 quá mới luôn các bạn ơi. Rồi máy 93 lên hàm 95 rồi. Trước tới giờ mình chưa quay chiếc này cho mấy bạn xem nè. Ồ chiếc máy mới luôn kìa. Ghe lúa cũng lại để thu gom mua lúa nữa kìa các bạn. Máy cuộn rơm chuẩn bị ra đồng cắt các bạn ơi.
phối lộn ra đồng ruộng làm việc á, và dựng lên cái độ hứng gơm này, chuẩn bị ra đồng cuốn luôn nha các bạn. Mới lên phà xong này. Ghe này ghe lấy gom nha các bạn, đổ đây anh em cuộn gom được nhiêu thì vác xuống đây hết nhiêu nha các bạn ơi. Giờ xe nào là lấy ghe xe đó vậy đó. Đây là khâu chuẩn bị trước khi ra đồng để cuốn gom nha các bạn. Cái này là lúa thóc của bà con sau khi thu hoạch chắc ở đây. Xíu nó ghe nó lại rồi vác xuống. Chụp chặt vậy ta. Ngoài đồng giờ rồi, còn mấy anh em cậu lúa và chiếc máy cắt lúa 102 pro các bạn, chiếc quạt đó. Chiếc máy cuộn gom này sau khi chuẩn bị xong thì cũng tiến hành ra đồng ha các bạn ơi. Cuốn tuốt ngoài kia mấy cuốn vô nha các bạn ơi.